Chào mừng bạn đến với channel Trải Nghiệm Game. Trong game Liên Quân, các phiên bản mới luôn có một cơ chế và cách cày vàng khác nhau. Ví dụ điển hình ở phiên bản Tết gắn kết thì lập tức anh em bị giảm lượng vàng từ 14.000 một tuần xuống chỉ còn 7.000. Còn ở phiên bản mới Clan Đại Chiến này, cơ chế kiếm vàng ra sao? Anh em kiếm vàng được ít hơn hay là nhiều hơn? Cách cày vàng như thế nào? Được lý giải toàn bộ ở video này. Cùng thực hiện các cày vàng mới này nhé anh em ơi. Cách 1. Truyền thống như mùa năm. Các bạn được gia tăng lượng vàng khi chơi cùng đồng đội hàng ngày, tăng theo điều kiện vàng đi cùng đồng đội, vàng đi cùng clan, vàng tăng có trang phục qua clan hàng tuần, vàng được tặng bạn bè hàng ngày. Đương nhiên, khi các bạn chơi ở các trận đấu thì luôn có mốc hàng ngày để gia tăng lượng vàng. Và quan trọng hơn cả là trong một tuần, bạn khi thực hiện đủ các mốc như sau, đó chính là 12 trận một tuần, 30 trận một tuần thì luôn nhận được vàng. Nhưng khổ cái là cái thời 14.000 vàng trên tuần làm gì còn mà chỉ còn 7.000 vàng mà thôi, khiến cho các kiện tướng khá khổ cực trong việc xây dựng bảng ngọc. Đó là mùa 5. Còn bây giờ là cách cày vàng mùa 6 cho anh em. Cách cày vàng mùa 6 như sau. Cơ chế kiếm vàng thông dụng tương tự như mùa 5 mà S vừa nêu ở trên. Còn mùa 6 có tính năng đặc biệt cộng vàng thêm như sau. Cách 1. Vòng quay may mắn. Đây là vòng quay mang lại hy vọng siêu lớn cho anh em. Với vòng quay may mắn này, chỉ cần đẹp trai, anh em có thể nhận tối đa 999 vàng và 88 quân huy. Thật tuyệt đúng không nào? Nhưng quan trọng là đẹp trai nhé anh em ơi. Cách 2 và cách quan trọng nhất ở mùa 6 này, tham gia giải đấu Clan Đại Chiến. Đây là hình thức sử dụng kỹ năng để kiếm vàng hiệu quả nhất. Đây là giải đấu hàng mong đợi của Team 5, là nơi thể hiện đẳng cấp toàn server Việt. Đương nhiên, đó là cơ hội giúp cho các bạn gặp các đội siêu mạnh, bán chuyên hoặc là chuyên nghiệp. Nhưng quan trọng hơn là phần quà siêu giá trị khi anh em giành các chiến thắng. Đó là lượng vàng siêu khủng, không tính bằng trăm vàng mà là nghìn vàng, 2.000 vàng, 5.000 vàng và cao nhất là 10.000 vàng. Không điều gì tuyệt vời hơn đúng không nào? Vậy là làm sao để nhận được lượng vàng lớn như thế? Đương nhiên là luyện kỹ năng thật cao. Tiếp theo là lập cho bản thân một team siêu mạnh ở trong cùng một clan để chơi. Đó là cách giúp các bạn kiếm vàng siêu nhanh và đơn giản. Vàng ít hay nhiều là do kỹ năng của các bạn mà thôi. Cách 3. Ngoài cách thức free ở trên thì Liên Quân còn có cách như sau. Thứ nhất, bán rác, bán các ngọc hay là vài thứ không cần thiết nhận được vàng, hay người ta gọi là ve chai. Đây là cách mà nhiều anh em đôi lúc thiếu chút vàng để mua tướng hay là sử dụng. Liệu bạn đã từng dùng? Nhớ comment dưới video nhé, bởi vì S đã từng sử dụng cách này rồi. Thứ hai, quay vòng quay kho báu nhận vàng siêu lớn cho đại gia. Đây là nơi mà các anh em quay đá quý có cơ hội nhận lượng vàng lớn, hoặc đơn giản là bạn lấy ruby và quy đổi ra đá quay kho báu rồi quay. Đó là cách đổi ruby lấy vàng và nhiều thứ khác khá tuyệt vời đúng không nào? Đó là các cách thức anh em nhận vàng tối ưu nhất hiện tại. Ngoài cách thức này thì anh em có thể mua nick có nhiều vàng hoặc là cày một cái nick mới đầy đủ bảng ngọc vân vân và đầy đủ tướng. Lúc đó anh em chẳng cần phải mua vàng làm gì cả đâu. Trên đây là hướng dẫn cách cày vàng mới mùa 6 Liên Quân Mobile phiên bản Clan Đại Chiến. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí, và ấn vào biểu tượng chuông lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi S gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.